Chào mừng các bạn đến với video lần này. Thì ở video trước thì chúng ta đã cùng nhau xây dựng, cùng nhau thiết kế cái ứng dụng là công ty ABC. Và đến với video này thì chúng ta sẽ đi thêm một bước nữa, tức là chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu dùng để quản lý những cái thông tin mà người dùng đã đăng ký. Tức là mỗi người dùng như vậy là sẽ có một cái tài khoản, và những cái tài khoản đó sẽ được lưu vào một cơ sở dữ liệu. Thì để tạo một cái cơ sở dữ liệu thì các bạn mở lại cái app mà chúng ta đã xây dựng ở cái video trước. Cái app đó là mình đã cùng nhau xây dựng cái application login. Ở đây là application login. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cơ sở dữ liệu. Các bạn mở cái Gojek này lên. Các bạn nhấn vào Gojek ha. Các bạn mở cái app Java. Rồi Kermisem. Và cái tên của cái ứng dụng ta, application login. Và nhấn chuột phải vào đây, New Java Lab. Thì ở cái Java Lab này chúng ta sẽ đặt tên, chúng ta sẽ tạo một cái lab database. Rồi, đây là một cái lab chúng ta vừa khởi tạo. Thì cái lab nó khác với cái activity ở chỗ là cái lab chỉ là một cái lab, một cái file chấm java riêng của nó. Nó không có cái file mà XML. Đây, ở đây mình vừa tạo một cái lab database. Thì ở dưới này nó sẽ không phát sinh ra cái file XML. Nó chỉ là một cái lab, một cái lớp đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái database extend. Extend này cũng như là nó kế thừa. Thì trong Java có hai loại kế thừa, một là extend, hai là implement. Thì implement nó là kế thừa theo cái interface, còn cái extend này nó sẽ kế thừa một cái lab nào đó. Thì public lab database nó sẽ kế thừa một cái SLI, nó SLI open helper. Rồi các bạn chọn này thì nó sẽ phát sinh ra lỗi. Thì lúc này tại vì chúng ta chưa có thêm những cái hàm đặc trưng của cái SQLite này, giờ mình sẽ thêm. Các bạn nhấn Ctrl+F, Enter thì sẽ hiện lên cho chúng ta là nó bảo chúng ta là thêm một cái hàm. Đây chúng ta nhấn vô thì nó là thêm hai cái hàm, một là onGate, một là cái onUpgate. Thì chúng ta sẽ thêm vào. Rồi, và chúng ta còn thiếu một cái hàm khởi tạo. Đây, constructor. Rồi, ở đây có hai cái hàm khởi tạo ha, các bạn chọn là cái hàm ở trên. Rồi, hết lại. Rồi, khi để cấu hình lên một cái database thì một cái database lúc nào nó cũng có, một là cái tên database, hai là cái tên table. Tức là một cái database như vậy thì nó ít nhất có một cái table. Thì đây mình sẽ tạo cho nó một cái table đơn giản là dùng để lưu những cái dữ liệu, những cái tên tài khoản của khách hàng đã đăng ký. Và tên của những cái cột thì ở đây mình sẽ có hai cái cột để lưu. Một cái cột là dùng để lưu tài khoản của khách hàng, và một cái cột dùng để lưu cái mật khẩu của cái tài khoản đó. Thì đây mình sẽ là cột 1 ha, tên các cột. Rồi mình sẽ khởi tạo những cái biến dùng để lưu những cái tên này. Public public static final chuyên, nó là một cái chuỗi. Và mình sẽ đặt tên cho nó là một cái database name user inform thông tin của người dùng .db. Rồi tương tự là một cái table name user info và
Cái cột thứ nhất đó là một cái username, tức là cái tên tài khoản của khách hàng. Rồi cái cột thứ hai là cái user pass. Thì ngay cái chỗ hàm khởi tạo này thì chúng ta sẽ mặc định những cái thông số về name, factory và version để chúng ta khỏi có việc nhập khi chúng ta khởi tạo. Hiện nay content là chúng ta để mặc định content trên đây. Name tức là cái tên của cái database, thì cái database chúng ta sử dụng là database name, là cái user info. Rồi factory chúng ta để null. Version là version 1, chúng ta mặc định là version 1. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái SQLite database. Một cái database này là nó bằng this.getWriteTableDatabase. Thì cái hàm này dùng để nó khởi tạo một cái database. Rồi rồi chúng ta còn hai hàm, một cái hàm là onGA và cái hàm thứ hai là onUpgrade. Thì cái onGA này là nó dùng để tạo bảng, thì tạo bảng đây là chúng ta sẽ đưa vào cái database mà chúng ta cần sửa chữa. Thì cái database này database.sql là nó thực thi SQL, thực thi SQL thì nó đưa vào một chuỗi, ở đây nó là một chuỗi. Thì cấu trúc của một cái lệnh ở trong SQL là như thế này: read table là chúng ta tạo một cái bảng, và cái bảng đó nó có tên là tên của bảng ha, đặt là table name, và trường hợp cụ thể đây là table name luôn. Rồi một cái thứ hai, sau khi xác định được cái tên thì chúng ta sẽ tạo những cái cột và cái thuộc tính của cột. Ở đây cột thì chúng ta có hai cột, là cột 1. Cột 1 nó có kiểu dữ liệu là test và nó là một cái khóa chính. Tại vì những cái tài khoản, mỗi cái tài khoản nó sẽ có một cái tên tài khoản riêng. Không có khi nào mà hai cái tên tài khoản trùng nhau, giống như là cái tài khoản Facebook của các bạn thì cái tên cái tài khoản Facebook nó sẽ không có trùng nhau được khi các bạn đăng nhập. Rồi con 2 là một cái test luôn. Là đây là một cái cú pháp dùng để tạo một cái bảng. Thì chúng ta sẽ dựa trên đây, chúng ta sẽ tạo. Rồi read table. Lưu ý cái table name ở đây là nó dựa trên đây. Nếu như chúng ta để table name trên này á, thì khi nó thực thi thì nó sẽ chạy cái chuỗi có tên là table name luôn. Mà cái yêu cầu của chúng ta là chúng ta phải lấy được cái biến tên là user info. Rồi như vậy là chúng ta sẽ để nó ở ngoài cái dấu nháy kép cộng hay là table name, sau đó chúng ta cộng cho một cái khoảng trắng mở ngoặc đóng ngoặc. Thì ở trong đây chúng ta lại cộng tiếp cho một cái con 1. Rồi sau khi ở con 1 là một cái khoảng trắng test primary key, phải khoảng trắng cộng cho cái con 2. Rồi ở sau con 2 là một cái khoảng trắng test. Ok, và cuối cùng là cái hàm on upgrade. Thì cái on upgrade này đơn giản là khi chúng ta muốn cập nhật, muốn thay đổi một cái bảng thì chúng ta phải xóa cái bảng đó và chúng ta tạo lại một cái bảng mới. Thì hàm xóa một cái bảng như sau, này là upgrade tức là nâng cấp bảng hay là cập nhật bảng đó. Rồi thì một cái hàm, một cái cú pháp dùng để xóa cái bảng. Thì upgrade là đơn giản là chúng ta xóa cái bảng đó và chúng ta tạo lên một cái bảng mới. Thì rớt
Rớp là chúng ta hủy cái bảng. Rớp table. Nếu như nó tồn tại, thì nếu như nó tồn tại thì chúng ta mới xóa được. Và đây là một cái cú pháp dùng để chúng ta là hủy cái bảng. Giờ mình sẽ thực thi câu lệnh này. SQL rớt table. Rồi, rớt table nếu như tồn tại, và cái table chúng ta muốn rớt là một cái table name, là chúng ta đưa cái table name này, là chúng ta đưa cái bảng này vào. Nếu như nó kiểm tra, nếu như cái bảng này tồn tại thì nó mới rớt, còn nếu không tồn tại nó sẽ không rớt. Và sau khi hủy cái bảng rồi thì chúng ta sẽ tạo lại một cái bảng mới là on upgrade, on create, on create db này. Ok, như vậy là chúng ta đã xong được hai cái hàm on create và on upgrade. Thì hai hàm này là hai hàm cơ bản cho một cái database. Và cái việc cuối cùng là chúng ta qua cái main activity. À đây, chúng ta qua main activity và chúng ta sẽ tạo một cái database. Ok, my database. Và sau đó chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ khai báo nó là bằng một cái new database. Hay nó bỏ vào cái content và chúng ta ghi là this. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cái ứng dụng. Thì rõ ràng khi chúng ta chạy thử thì nó sẽ không có ra, nó không có biểu thị ra bên ngoài là chúng ta đã tạo một cái cơ sở dữ liệu chưa. Tại vì chúng ta chưa có select from hay là chúng ta chưa có show nó ra ngoài màn hình thì chúng ta không thể thấy nó được. Thì khi chạy cái chương trình này xong thì ở trong cái chương trình đó thì nó có lưu lại cái cơ sở dữ liệu này mà nó không có hiển thị lên màn hình. Đây, thì cái ứng dụng của chúng ta bình thường ha, nhấn vào đăng nhập thì nó đăng nhập, đăng ký, cập nhật thông tin, xóa tài khoản. Thì đây là những cái chức năng bình thường mà mình đã thiết kế. Và bây giờ là mình muốn biết là cái cơ sở dữ liệu nó đã được tạo chưa. Các bạn vào tool Android device monitor. Rồi, ở đây là các bạn thấy là emulator là cái máy ảo của chúng ta nè. Cái máy ảo thường dùng là 554. Rồi, các bạn xuống đây các bạn kiếm cái ứng dụng chúng ta là application login ở dưới này. Rồi, khi ở dưới này thì nó có bạn chuyển qua cái tab là file. Rồi, ta sẽ mở lớn lên file emulator. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái đường dẫn là data. Rồi các bạn kiếm cái com android example, com example. Ok, ở đây nó có những cái ứng dụng mà chúng ta đã tạo nè. Ok, com example, cái tên cái máy chúng ta ha, và cái log application login. Đây là cái chương trình của chúng ta. Rồi mình nhấn vào đó và các bạn chọn là database. Thì đây nó sẽ có cái file là userinfo.database, là cái tên mà cái database mà chúng ta đã đặt. Các bạn nhấn đây và các bạn chọn là cái biểu tượng là pull the file from device. Rồi chúng ta sẽ save nó ở desktop. Rồi, thì đây là một cái file cơ sở dữ liệu mà chúng ta không thể đọc nó trên máy được, và chúng ta sẽ cần một cái công cụ hỗ trợ. Và đây mình sẽ giới thiệu cái SQL Manager ở trên Firefox. Thì các bạn vào Firefox ha, đây là giao diện Firefox. Các bạn nhấn vào cái tiện ích của nó. Đây, tiện ích. Và các bạn tải thêm tiện ích, các bạn ghi là SQLite Manager. Rồi,
Rồi thì nó ra đây, SQLite Manager các bạn cài đặt. Khởi động lại cái Firefox. Rồi. Các bạn vô đây các bạn tùy biến nó, tức là chúng ta sẽ đưa cái hàng SQLite này ra ngoài để cho chúng ta tiện cái việc mà chúng ta sử dụng nó. Rồi, ở đây SQLite mình nhấn vào thì đây là nó hiển thị một cái hộp thoại và nó có cái chức năng là open, nhấn vào biểu tượng open ha để mở một cái SQLite. Các bạn nhấn là tất cả tập tin, ở đây là user info. Rồi thì cái user info này á, đây table của chúng ta đây, thì nó có một cái table là user info table, là cái tên table chúng ta đã đặt, và cái Android metadata, cái này là của hệ thống nó phát sinh. Rồi ở đây cho bạn nhấn vào đây thì ở đây nó sẽ hiện lên cái dòng lệnh mà chúng ta đã rõ ở trong cái Android Studio đây ha, hồi nãy mình gõ. Rồi ở đây các bạn nhấn vào là row answer thì nó sẽ có một cái cột username và cái user path. Đây là hai cái cột của chúng ta. Rồi như vậy là chúng ta đã xong. Chúng ta có thể thấy là chúng ta đã tạo thành công được cái cơ sở dữ liệu ở trên cái Android Studio, và này chúng ta xuất ra ngoài desktop và chúng ta sẽ dùng một cái công cụ là SQLite Manager trên Firefox để chúng ta mở nó lên. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái mục đích của video này là tạo một cái cơ sở dữ liệu trên Android. Và ở cái video tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đăng ký thành viên, tức là sẽ tạo một cái dữ liệu và lưu vào cái cơ sở dữ liệu này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay.